Xin chào cả nhà Cả nhà có khỏe không ạ? Thì hôm nay thì sunny sẽ tiếp tục cho cả nhà buổi thứ tư Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ học gì? Chúng ta sẽ học cách hỏi ai đó đến từ đâu Và để trả lời cho câu hỏi này Thì trong cái phần trả lời cho câu hỏi này Chúng ta phải sử dụng một cái giới từ Đó là giới từ giờ Và giới từ do Nó có nghĩa là từ à, Và cái giới từ này thì nó là giới từ được sử dụng trong các câu nó ở dạng là genitive à, thì trong cái phần này ngồi chúng ta học cái cách nói là bạn đến từ đâu và trả lời cho các câu hỏi đó thì chúng ta học một phần ngữ pháp đó là giới từ giờ giới từ do và cách chia cái danh từ ở phía sau của giới từ giờ giới từ do là chúng ta phải chia như thế nào đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ thấy ở đây có hai đoạn hội đoạn hội thoại đoạn thứ nhất đó là si và đoạn thứ hai đó là Okiasche. À thì chúng ta sẽ đọc lại cái đoạn hội thoại này sau. Bây giờ Sunny sẽ cho một người xem cái cái um, cấu trúc ngữ pháp. À, thôi mình đi trước tiên chúng ta sẽ đọc sơ qua một chút đoạn hội thoại này. Sau đó thì chúng ta sẽ qua phần ngữ pháp rồi sẽ quay lại Ở đây chúng ta thấy là người ta sẽ dùng là ột kia si Mọi người thì nhớ là ột kia si Cái từ si và từ sờ che này Mình sẽ đã nói trong rất là nhiều lần rồi Trong cái câu hỏi à, Thì cái động từ si và động từ che Nó đều có nghĩa là bạn Tuy nhiên si thì được dùng trong cái hoàn cảnh là thông dụng xã giao hàng ngày dùng cho bạn bè dùng cho những người nhỏ tuổi hơn mình thông dụng còn cái chê sự chê là dùng cho cái trường hợp là thứ nhất là đầu tiên cái đối tượng mình hỏi đó là một người nhưng người đó là người mình trang trọng người đó là đối tác của mình là khách hàng của mình người đó là người lớn tuổi hơn mình là ông là bà người đó là người có địa vị xã hội là bác sĩ à, là kỹ sư vân vân hoặc là cái người mà bạn muốn thể hiện cái sự trang trọng đối với họ thì bạn sẽ không hỏi là -kia si mà bạn sẽ hỏi là che và cái từ che này nó cũng có thể dùng trong trường hợp là bạn hỏi đến nhiều người nó có ý nghĩa là các bạn chứ không phải là bạn nữa mà là các bạn otkiasze tức là đối diện bạn có hai ba người và bạn muốn hỏi những cái người đó là họ đến từ đâu thì bạn sẽ dùng từ các bạn đến từ nước nào vậy các bạn đến từ đâu vậy ok hôm nay mình quên mang cái giá đỡ cho nên phải cầm một tay điện thoại rồi một tay quay rồi một tay viết như thế này đây ở đây Sunny đã ghi sẵn ra đây cấu trúc nè đây là cái cấu trúc để hỏi đến từ đâu à, Otkia, nếu mình muốn hỏi một người nào đó là bạn đến từ đâu thì mình sẽ dùng là Otkia si, Otkia si đó, đó là người bạn bình thường. Còn đến đó là đối tác khách hàng thì chúng ta sẽ nói là Otkia hoặc là chúng ta hỏi nhiều người thì chúng ta nói là Otkia các bạn đến từ đâu. Nếu cả mình muốn hỏi một người thứ ba, ví dụ cô ấy đến từ đâu vậy? Đó, ví dụ mình hỏi bạn của mình à, cái cô kia đó, cái cô đó đó đến từ đâu mình sẽ dùng ta kia dê đó, hoặc là anh ấy đến từ đâu kia dê đó là dùng từ dê. Còn mình hỏi họ họ đến từ đâu vậy đó, họ đến từ đâu vậy mình sẽ nói là Otokiya su là họ đến từ đâu và để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta ví dụ như kia si Thì hỏi hỏi bạn đến từ đâu thì mình trả lời như thế nào là som là tôi phải không ạ tôi là đến từ mình sẽ dùng là som the hoặc là som zo som the hoặc là som zo đó ở đây mình sẽ trả lời sorry chỗ này mình sẽ cũng trả lời tương tự là som the hoặc là som zo À, cô ấy đến từ đâu vậy à cô ấy đến từ là dê dê dơ hoặc là dê dồ họ đến từ đâu Xu, dơ hoặc là xu, dồ vậy khi nào chúng ta dùng tới giới từ giờ và khi nào chúng ta dùng giới từ dồ nó có bốn trường hợp ở đây nếu cái tên của nếu cái danh từ đứng sau cái động từ giờ động từ dô này ví dụ như đây mà nó bắt đầu bằng chữ sờ hoặc là chữ sờ hoặc là chữ giờ hoặc là chữ giờ thì ở đây chúng ta phải dùng là dùng do chúng ta không dùng chúng ta không dùng giờ còn lại thì chúng ta dùng là giới từ giờ giới từ giờ giới từ do nó có nghĩa là từ ở đây chúng ta sẽ thấy ở đây tên của một số đất nước xin đi lấy làm ví dụ cho mọi người à, tên cũng đất nước thì nó là danh từ phải không ạ? Đây là giới từ. À, chúng ta thấy cái đất nước đầu tiên là Slovensko có nghĩa là nước Slovakia. Vì nó là bắt đầu là từ sờ cho nên ở đây chúng ta sẽ dùng giới từ là giới từ jo. à Cái từ Slovensko chúng ta sẽ đổi thành Slovenska zo Slovenska. Taliansko, Som ze Talianska Som ze Boska Som ze cheska Som ze Niemetska Som ze Raruska Đó, tất cả những cái từ O chúng ta đều chuyển thành từ A Ở trong đây, Cindy sẽ nói đầu tiên đó là sau với từ ZO nếu cái danh từ này là danh từ ở dạng giống chung giống chung nha mọi người giống trung tận cùng là nguyên âm ô thì khi đi sau giới từ dơ, giới từ dô chúng ta sẽ bỏ nguyên âm ô đi và chúng ta chuyển thành nguyên âm a đó là cái nhất mọi người còn phải nhớ nè sau giới từ dơ, giới từ dô danh từ giống chung tặng cùng bằng ô thì sẽ bỏ ô đổi thành a trường hợp thứ hai ở đây chúng ta thấy ở đây là gì America China Australia India đây là danh từ giống cái phải không ạ danh từ giống cái tặng cùng là nguyên âm a chúng ta sẽ thấy bên đây Sidney ghi là the America the China nhưng the Australia the India thì mọi người thấy có sự khác biệt gì ở đây chúng ta thấy ở đây âm khơ âm nớ là phụ âm cứng còn âm y này với âm y này là nó là nguyên âm thì trong cái trường hợp này sau giới từ giờ danh từ giống trung đây là danh từ giống cái từ cái, nếu cùng trước nguyên âm a là phụ âm cứng thì chúng ta sẽ bỏ a thêm Y nếu trước nguyên âm a là một nguyên âm hoặc là một phụ âm mềm thì chúng ta sẽ bỏ a thêm e đó đó là cách sau giới từ giờ trường hợp thứ ba chúng ta xét ở đây đây là Việt Nam, đây là Iran, đây là Egypt. Đây là danh từ. Đây là danh từ giống đực, à. danh từ giống đực tặng cùng là phụ âm phải không ạ? Ở trong cái dạng genitive thì danh từ giống đực á, mà chỉ vật đồ vật á không phải danh từ giống đực chỉ người thì nó là một cái dạng mà danh từ khó chia nhất bởi vì nó không tuân theo một cái quy định nào cả. Giáo viên người ta nói là trường hợp này nó không có quy lực Tuy nhiên nó sẽ có hai trường hợp là nó có thể chúng ta sẽ thêm u hoặc là chúng ta sẽ thêm a sau cái danh từ giống đực này. Tuy nhiên khi nào là u, khi nào là a thì người ta không đưa ra một cái quy tắc nhất định nào khác. Cho nên để biết thì chỉ có một cách là mọi người phải lắng nghe cái người bản xứ người ta sử dụng Người khi nào người ta cái từ nào thì người ta dùng u cái từ nào thì người ta dùng a thì chúng ta nghe chúng ta nhớ và chúng ta thuộc sau đó chúng ta sử dụng hoặc là chúng ta có thể à, đọc sách chúng ta đọc sách để chúng ta thấy sau với từ giờ thì cái à, người ta dùng cái danh từ giống đực đó người ta chia u hay a thì đi theo mỗi trường hợp thì chúng ta nhớ thôi chúng ta nhớ và học thuộc ví dụ như đây là Việt Nam là Việt Nam mu. Iran thì Iran Nu nhưng mà Egypt là Egypta và không hỏi là vì sao Egypta mà Iran Nu giáo viên không biết và Sunny cũng không biết giáo viên người ta nói là cứ lắng nghe và chồng Sunny bảo là cứ lắng nghe người bản xứ người ta nói như thế nào thì mình sẽ um, tiếp thu cái từ đó và mình nhớ mình học thuộc và mình sử dụng đó là ba cái trường hợp chia danh từ sau cái giới từ giờ và giới từ do à, để học rõ hơn về cái phần này cái phần này là nó dùng ở trong cái dạng là ở trong cái cách là cách genitive thì sau này khi tiến đến xa hơn khi chúng ta đi sâu vào cái phần ngữ pháp của cái dạng genitive thì Sydney sẽ chỉ cho một người rõ rõ hơn một chút nữa. Nó còn cả ở đây chúng ta chỉ mới xét cả ba trường hợp là danh từ giống trung nè, danh từ giống cái và danh từ giống đực chỉ chỉ vật đồ vật thôi. Chứ chưa có cái danh từ giống 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 đực chỉ người. đây chỉ mới danh từ giống giống đực. Nhà, masculine còn masculine thì chúng ta chưa có chưa có xét đến vì ở đây chúng ta chỉ đang nói về là à, dùng cho cái cấu trúc là Oskiasi bạn đến từ đâu và để trả lời cho tôi là đến từ đâu đó thì từ từ đó có nghĩa là giờ là do thì chúng ta chỉ xét một chút xíu cái phần này thôi ha nó chưa có đi sâu lắm. Để đi sâu lắm về cái dạng genitive và cái giới từ zo này thì chúng ta phải chờ những cái phần học tiếp theo khi mà chúng ta học ở cái câu ở cái cách là genitive. Đó thì tóm lại đây là một phần nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ học đầu tiên là cách hỏi ai đó đến từ đâu? Otkasi, okasche, otkady, su som z, som zo z hoặc là dô Dô khi cái danh từ phía sau từ dô này nó bắt đầu là s là sơ, là z là r còn lại thì chúng ta dùng lấy giới giới từ giờ đó à, sau giới từ giờ danh từ giống à, giống trung tận cùng bằng o thì đổi thành a danh từ giống cái tận cùng bằng a nếu trước a là phụ âm thì đổi a thành i còn nếu như trước a là nguyên âm hoặc là phụ âm mềm thì đổi a thành e à và um, nếu là dẫn từ giống đực thì nó sẽ có thể là u hoặc là có thể là a à tùy theo trường hợp và chúng ta cần phải nhớ và học thuộc đó là phần hôm nay chúng ta học bây giờ thì Sunny sẽ cho mọi người xem cái đoạn, đoạn hội thoại này trong tại sao Sunny cho mọi người xem đoạn hội thoại này vì trong cái đoạn hội thoại này chúng ta sẽ được học thêm một cái cách dùng uh, mới ở đây đó là động từ, là, đó là when sinh lỗi động từ nó là từ chia uh, Um pan o pravet và ông pan Kolar uh, trong đoạn hội thoại như thế này. Od kia je pan Kolar z zoslovenska uh, bạn đến ông đến từ đâu vậy thưa ông Kolar? Uh, ông đến từ Slovensko hả? Ông đến từ Slovakia hả? ông mới trả lời là ano som zo slovenska a vi vâng tôi là đến từ slovakia còn bạn thì sao mọi người thấy vì ở đây là dùng che này thì ở đây hỏi lại người đó là vi tức là hai người này đang nói chuyện với nhau theo cái ngôn ngữ trang trọng thì cái ông Ova Oraves này ông sẽ nói như thế nào? Ja som jir, Zo Slovenska. Tôi cũng là đến từ Slovenska. Khi mình muốn nói mình cũng như thế nào đó, ví dụ tôi là à, à, đến từ Slovakia và tôi cũng đến từ Slovakia thì mọi người sẽ dùng cái từ cheers và cái và cái từ chia này nó sẽ luôn luôn đứng sau động từ to be đó là som, si, je, che, Đó Thì nó sẽ đứng sau cái động từ Đây là chúng ta thấy là Ja, som, je, zo, slovenska Đây là hai đoạn hậu thoại khác nhau nha mọi người Đây là À, một cái đoạn hội thoại phía trên là hai người nói với nhau đây hội hội thoại đây là một cách cách nói phủ định à, ông cô lát hỏi hỏi ông oret này về một người thứ ba thì hỏi là onjej anh ấy cũng đến từ slovakia à? thì ông oret này ông nói là không anh ấy là một người thứ ba nào đó chứ không phải hai ông này nha không anh ấy là không đến từ slovakia anh ấy đến từ bosca Nia on jezo slovenska on jezo Boska từ Boska này cái từ mẫu nó là Bosko đó thì mọi người lại học thêm được một từ chia nó có nghĩa là cũng cũng cái gì đó à, thì trong phần này chúng ta sẽ cố gắng học tiếp thêm một phần nữa nha đó là về số đếm số đếm này thì nhanh thôi à, chúng ta phải học số đếm một chút. Để bữa sau, để chúng ta sẽ um, học về cách nói về số điện thoại của chúng ta Ở đây chúng ta sẽ có số đếm từ 0 đến 10 à, Đây là 0 là NULA 1, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Yesat Xin đi đọc lại một lần nữa NULA

À, khi một người đọc thuộc được con số đếm từ 1 đến 10 xong thì bây giờ chúng ta sẽ học cách hỏi à, số điện thoại à, để hỏi ai đó số điện thoại của họ là số mấy thì chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc sau đó là ake mas telefonie dislo cái này à, Sunny hôm trước đã có chia sẻ một cái video về bốn hay năm cái cách hỏi thông dụng rồi À, Ake master telefon Số điện thoại của bạn là như thế nào vậy? Ake mache telefon Nó có nghĩa tương tự nhưng từ mash là dùng cho trường hợp thông dụng hàng ngày, còn từ mache là dùng ở dạng trang trọng. Để trả lời thì chúng ta sẽ trả lời là như thế nào ạ? môi telefonietristo dê yeah. số của điện thoại của tôi là cái gì đó hoặc mọi người cũng có thể chỉ nói là dê yeah thôi mọi người không cần phải nói là môi telefonietristo yeah. is so long nó quá dài dòng mọi người chỉ cần đọc con số điện thoại của mọi người thôi ví dụ ở đây là nula nula best o đó mọi người nhớ ở đây số thứ tự thì mọi người học thuộc số thứ tự xong rồi mọi người ở đây là uh, người ta cho sẵn cái cái câu trả lời thì người ta yêu cầu mọi người đặt câu hỏi cho những câu trả lời này thì mọi người nhìn vào câu um, trả lời để mọi người tự đặt câu hỏi nha năm thì Sunny sẽ à, sẽ à, giải và ở đây thì nó có những con số nè mọi người học mọi người học xong nhé mọi người học à, đếm từ 1 đến 10 xong à, xong một người à, nhìn vào đây mọi người thử có nhớ được là số 1 là à, là cái gì thì mọi người sẽ nối, ví dụ đây số 1 là gia đình thì mọi người sẽ lấy cái bút mọi người nối cái từ gia đình vào đây Ở đây người ta xếp lộn xộn con số và chữ số thì mọi người nối lại với nhau Đó, mọi người nối lại với nhau Còn phần cuối này là gì? Phần cuối này thì người ta, à đây cái phần mình mới học luôn, si, bạn đến từ đâu, sau đó mình trả lời là tôi đến từ đâu đó Thì mọi người sẽ tự điền ở đây, tự điền ở đây là mọi người điền từ giờ hoặc là từ do Mọi người học rồi thì mọi người điền vào ra nha Đó, tương tự như ở đây, ta đó người ta chấm 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 rồi mọi người điền vô nha Đó, mọi người điền hết cái phần này à, đến phần cuối cùng này là gì phần đây thì người ta sẽ nói mình nói nối cái câu này lại với nhau ví dụ người ta bên đây người ta có những cái câu hỏi là otiasi akosamash akemash chislo tis maria nesapachi otiasje thì bên đây người ta có số điện thoại nè người ta nói là nia ya nia som maria ya som katka nè som zekonga nè yakuyem nè nè xong thì mọi người à, xem thử ví dụ như cái câu hỏi này nó ứng dụng với câu trả lời nào thì mọi người nối vào nha mọi người nối vào thì cái buổi tới nữa thì à, sydney sẽ sửa cho mọi người À, oh, ở đây có nhiều bài tập lắm nè đó à, sydney sẽ sửa cho mọi người và à, sydney chia sẻ luôn phần bài tập còn lại để bữa tới chúng ta sẽ toàn sửa bài tập thôi. Bữa thứ năm chúng ta sẽ toàn sửa bài tập. Ở đây có là người ta hỏi mình cái gì là đúng nè. Ví dụ người ta đã có câu là "nesapati". Để trả lời cho câu hỏi "nesapati", thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Ví dụ "nesapati". Hôm trước Sydney có chỉ một người rồi. Nó có nghĩa là khi mình đưa cái gì đó cho ai, mà nói là "nesapati". Đây là của bà đây. Đó, thì. À, hoặc là mình mời ai đó đi trước mình cũng có nói là sapachi. đó thì thì để trả lời cho sapachi cái người mà được nói đường đó thì người đối diện sẽ dùng từ gì họ sẽ trả lời mình là vaporene hoặc là ati hoặc là yakuyem thì mọi người sẽ chọn ở đây tương tự ở đây là akosamas okiasi à, đây thì có là Dobrukut Nazdravie à, Akosavolash đó mọi người hãy chọn cái câu trả lời nào là thích hợp cho cho cái câu hỏi ở phía trên này một phần nữa đây là phần 18 này thì ở đây người ta sẽ có những cái từ và người ta sắp xếp lộn xộn người ta yêu cầu mọi người hãy chỉnh sửa lại để cho nó thành một câu hoàn chỉnh ví dụ ở đây người ta có từ Volash, người ta có từ xa còn người ta ako thì chúng ta nhớ chúng ta với ba cái từ này chúng ta có một cái câu hỏi đó là ako sa thì mọi người viết ra đây ví dụ như đây có sa on Slovenska ye thì mọi người tự sắp xếp nè sắp xếp đổ đây là những bức tranh thì người ta yêu cầu mình làm là nhìn vào những bức tranh này thì mình sẽ nghĩ ra những hoàn cảnh như thế nào ví dụ những bức tranh đầu tiên chúng ta sẽ nói như thế nào à, vì chai chê hoặc là khi dặm vào chân ai đó chúng ta sẽ nói là sorry prebache đó ngoài ra trong uh, uh, video tiếp theo thì sunny sẽ giải bài tập mọi người vui lòng là đăng ký lên trên cái kênh uh, fanpage trên facebook cùng sunny học tiếng slovakia để mọi người nhận được cái phần bài tập này sunny sẽ chụp và post lên trên đó À, hiện tại bây giờ mỗi tuần sunny sẽ cố gắng ra hai cái video dành cho những người mới học tiếng slovakia sunny cũng có một yêu cầu nho nhỏ là mọi người hãy tự sắm cho mình một cuốn sổ ghi chép cẩn thận tất cả những gì à, các bạn học được từ kênh à, của sunny à, hãy ghi và diễn đạt theo cách của mình hiểu chỉ có như thế thì các bạn mới có thể hiểu sâu và hiểu lâu được sunny rất 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 là muốn mọi người học một cách chú tâm và đàng hoàng vì điều đó cũng là động lực để giúp cho sunny ra nhiều video hơn À, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn đừng quên like share và bấm nút đăng ký kênh um, cùng học tiếng Slovakia cũng như bấm nút theo dõi kênh fanpage trên Facebook cùng xin đi học tiếng Slovakia nhé cả nhà A xin chào cả nhà hẹn gặp lại lần sau